Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tái bùng phát, người dân hạn chế đến nơi công cộng để phòng tránh lây nhiễm bệnh, thì dịch vụ công trực tuyến đã và đang được chính phủ, các bộ ngành địa phương triển khai sâu rộng, khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng. Đối với ngành tài nguyên môi trường cũng không ngoại lệ, việc áp dụng dịch vụ công điện tử giúp cho thủ tục hành chính được công khai minh bạch, cơ chế một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả cao, giảm thời gian chờ đợi trong quá trình giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Thưa quý vị, thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường đã đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hành chính, đồng thời giảm áp lực giấy tờ trong công việc lên chính cơ quan quản lý nhà nước, hướng tới một nền hành chính điện tử. Tuy nhiên, số lượng người dân giao dịch bằng dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa đạt như mục tiêu đề ra. Một bộ phận người dân vẫn chưa tin dùng dịch vụ công trực tuyến mà vẫn chọn hình thức đến cơ quan nhà nước để giao dịch trực tiếp. Đây sẽ là nội dung mà chuyên mục Tài nguyên môi trường kỳ này đề cập đến. Mời quý vị cùng theo dõi. Qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, tháng 7 vừa qua, anh Nguyễn Văn Đức, ngụ ở phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, đã tạo thành công tài khoản cá nhân trên cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và lần đầu sử dụng tài khoản cá nhân làm thủ tục hành chính, anh Đức đã đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với nội dung cung cấp thông tin trích lục hồ sơ đất đai. Anh cũng khá bất ngờ vì không nghĩ dịch vụ công trực tuyến lại có nhiều thuận tiện. Thông qua môi trường mạng Internet trên máy vi tính hay chiếc điện thoại di động thông minh, anh chỉ cần tìm hiểu, tải biểu mẫu văn bản, điền đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đến trụ sở cơ quan nhà nước. So với trước đây thì mỗi lần phải đăng ký dịch vụ công thì tôi phải tới văn phòng một cửa để đăng ký theo hình thức trực tiếp. Nhưng mà từ khi có cổng thông tin dịch vụ công điện tử thì tôi thấy là quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng hơn nhiều, tiện lợi. Tôi có thể thực hiện ở nhà buổi tối hoặc là thực hiện cuối tuần ở ngoài quán cà phê. Tôi cũng có thể làm được thủ tục đăng ký lẫn quá trình trả phí. Tôi cũng có thể thực hiện được trên Internet, rất tiện lợi. Tôi mong muốn là cổng thông tin dịch vụ công này sẽ được triển khai rộng rãi hơn nữa. Đối với ngành tài nguyên môi trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin mà trọng tâm là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đã từng bước được đưa vào thực hiện. Với dịch vụ công mức độ 1, người dân có thể tải về các mẫu thủ tục, sau đó điền thông tin trực tiếp mang đi nộp. Mức độ 2, người dân có thể nộp trực tiếp một phần yêu cầu của hồ sơ qua mạng và đến cơ quan nhà nước giải quyết phần việc còn lại. Với mức độ 3 và 4, người dân hoàn toàn có thể giải quyết trên mạng mọi thao tác. Từ năm 2016, tất cả bộ thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa Vũng Tàu đã được đưa lên cổng thông tin điện tử của Sở, cung cấp dịch vụ ở mức độ 2. Với các quy trình và biểu mẫu, người dân và doanh nghiệp có thể tham khảo và tải về phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ giao dịch của mình. Năm 2017, Sở thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 với 66 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Từ năm 2018 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận phần mềm một cửa điện tử quản lý tất cả các quy trình, thủ tục của Sở trên môi trường mạng Internet theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008 về hành chính công. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành nâng cấp mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên tất cả các dịch vụ với 137 thủ tục hành chính. Trong đó mức độ 2 có 75 thủ tục hành chính, mức độ 3 có 58 thủ tục hành chính và mức độ 4 có 4 thủ tục hành chính. Ngoài ra, công tác đăng ký giao dịch, đảm bảo, quản lý tài chính, tổ chức cán bộ được thực hiện theo các phần mềm chuyên dùng theo chỉ đạo chung của tỉnh. Trong đó, một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông trực tiếp qua mạng Internet ở mức độ 3 và 4. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì từ ngày 10 tháng 6 thì Sở Tài nguyên Môi trường cũng tiến hành vận hành cái cổng dịch vụ công trực tuyến và vận hành cái phần mềm một cửa điện tử mới. Thì tính đến thời điểm này thì toàn bộ sở trong Sở Tài nguyên Môi trường đã tiếp nhận được 208 hồ sơ trực tuyến mức độ 2, 3 và 4. Trong đó mức độ 2 và mức độ 3 chiếm 96,64% và mức độ 4 chiếm 3,36%.
Để thực hiện được cái như kết quả chúng ta đã thấy thì chủ yếu là thực hiện ở mức người dân và doanh nghiệp thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và mức độ 3 chiếm tỷ lệ lớn. Theo thống kê, trong 2 năm đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến, Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được hồ sơ nào của cá nhân, doanh nghiệp nộp theo hình thức trực tuyến. Năm 2019, Sở có 63 hồ sơ đăng ký trực tuyến, chiếm khoảng 3% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Riêng 7 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến của Sở cũng chỉ đạt 8,3%. Nhìn chung, người dân vẫn chọn hình thức trực tiếp đến cơ quan nhà nước để nộp thủ tục hành chính. Nguyên nhân vì sao như vậy? Theo chia sẻ của đa số người dân đến thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa ở các huyện, họ chưa biết, chưa quan tâm và cũng chưa có sự tin tưởng vào dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là đối với các thủ tục hành chính liên quan tới lĩnh vực đất đai. Và dịch vụ nó rất là nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. Và giúp cho tôi là thu ngắn lại thời gian, rút ngắn lại thời gian rất là nhiều. Và không phải mất thời gian phải đi chạy lên để mà xin xin những cái chi tiết về đất đai, những cái mà tôi muốn tìm hiểu. Thì tôi thấy như vậy là rất là ok. Nhưng mà tôi thì tôi thấy là muốn góp ý một chút xíu nữa, đó là tôi muốn thì như nó, lúc mà giải đáp cho khách hàng á, thì nó chi tiết hơn một chút để cho khách hàng người dân người ta như tôi á, thì không phải là chuyên ngành cho nên là không có hiểu được về những cái câu từ bên đất đai. Lý giải về nguyên nhân khiến người dân không lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, các dịch vụ công trực tuyến hiện nay tiếp cận dễ nhưng để sử dụng thì lại khó vì nhiều thao tác vẫn còn phải thực hiện bằng phương pháp thủ công. Chẳng hạn, để gửi được hồ sơ qua môi trường mạng, người dân doanh nghiệp phải có máy scan để scan hồ sơ trước, sau đó dùng máy tính có kết nối mạng để chuyển các tệp giấy tờ đã scan đến cơ quan nhà nước. Điều này chỉ phù hợp với các doanh nghiệp tổ chức có sẵn máy scan, máy tính kết nối mạng được lắp sẵn tại cơ quan. Còn cá nhân, không phải ai cũng có điều kiện để mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị này. Vì vậy, dù sử dụng dịch vụ công trực tuyến, song người dân cũng phải đến các tiệm photocopy có máy scan để thuê làm nên rất bất tiện. Hơn nữa, hầu hết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiều thành phần hồ sơ, biểu mẫu phức tạp. Nên người dân muốn được nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh để được công chức hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn là phải tự mình mày mò. Thì chúng tôi có rà soát cũng như là có phát hiện thấy một số nguyên nhân như sau. Thứ nhất là về cái về mặt kỹ thuật, về phía phần mềm và các cơ sở dữ liệu để thực hiện cái cho phục vụ cho việc thực hiện cái dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Thì về phần mềm thì chúng tôi đã nói ở trên. Còn về cơ sở dữ liệu thì cơ sở dữ liệu của ngành cũng đã được hoàn thành một số cái thành phần. Tuy nhiên thì chưa thực hiện kết nối được cơ sở dữ liệu của ngành với các cơ sở dữ liệu khác, ví dụ như là cơ sở dữ liệu về dân cư, để hạn chế việc khai báo nhiều thông tin của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện một cái dịch vụ công, giúp hạn chế, giảm thời gian của người dân và doanh nghiệp khi mà thực hiện cái dịch vụ công. Thứ hai thì là do đặc thù của ngành tài nguyên môi trường, một số cái hồ sơ thủ tục không theo quy định, không thể nào sử dụng bằng hình thức điện tử, ví dụ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó thì người dân cũng hạn chế sử dụng cái dịch vụ công trên cái môi trường mạng. Chính vì vậy, thời gian tới, Trung tâm sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị với các bộ ngành trung ương và chính phủ tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tăng trách nhiệm về mặt pháp lý của người dân khi tải các giấy tờ lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Chỉnh sửa phần mềm một cửa nhằm đơn giản hóa quá trình thực hiện thủ tục hành chính như bỏ đăng ký tài khoản, yêu cầu người sử dụng nhập tối đa 3 trường dữ liệu để có thể bắt đầu thực hiện thủ tục hành chính. Thiết lập đường dây nóng tại sở để tiếp nhận các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong đội ngũ công chức viên chức, đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và môi trường mạng mức độ 3, mức độ 4.
triển khai thanh toán phí, lệ phí và các chi phí khác để người dân doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều phương tiện khác nhau. Phát triển dịch vụ công trực tuyến là xu hướng chung trong tiến trình hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước, là một nội dung quan trọng của cải cách hành chính. Do vậy, cùng với nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân doanh nghiệp cũng cần ngày càng được nâng cao. Đây sẽ là những yếu tố tiếp sức cho các dịch vụ công này ngày càng được ứng dụng rộng rãi, thu hẹp khoảng cách cả về không gian và thời gian giữa chính quyền và các tổ chức cá nhân, góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp và có hiệu lực hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn các tổ chức công dân, qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng nền hành chính điện tử, xây dựng quê hương Bà Rịa Vũng Tàu ngày một giàu đẹp. Thưa quý vị, chuyên mục Tài nguyên Môi trường kỳ này đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.